Kính thưa ông Hải Mỹ là các bạn, hôm nay là ngày 25 tháng 10, cũng là ngày cuối cùng của đại thảm án tại Cà Mau do người rể Hờ đã giết vợ và cha mẹ vợ, trong khi người vợ đã mang thai gần tới ngày sinh nở. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 10 âm lịch, thì cũng là ngày cuối cùng để tang gia đưa tiễn linh cữu của ba người về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì mình cũng xin quay tóm tắt quá trình di quan và tiễn đưa linh cữu của ông bà và cô con gái về nơi an nghỉ cuối cùng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không là chuẩn bị đâu. Ở đây động quá. Một, dừng lên. Hai, dừng đi. Ba, lên lên lên. Lên phía trước, tiếp tục. Từ từ. A Di Đà Phật. Thì hiện tại giờ đã khiêng linh cữu của ông bà và cô con gái để đưa đến nguyệt để hạ nguyệt chôn cả ba người. Thì đây đến là phần nguyệt của ba người. Ở phía trước đó là hai cái nguyệt mộ của ông và của bà, còn ở phía ngoài sau đó là cái mộ nguyệt của người con gái. Thì hiện tại đã di quan hai cái quan tài của ông bà đến trước để chờ đặt phía trước, rồi cô con gái đến sau, đặt ở phía sau. Tất cả các đạo tỳ đã chuẩn bị xong xuôi, chờ đến giờ hạ nguyệt. Theo mình được biết các bạn thì sẽ hạ nguyệt ba cái quan tài cùng một lúc. Vì vậy thì tất cả các đạo tỳ cũng sẵn sàng chuẩn bị chu đáo đến giờ để hạ nguyệt các bạn. Bắt đầu hạ nguyệt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thank you.
Thôi giờ theo lộn bây giờ bước phá không? Thank you.